Hôm nay chúng ta sẽ học hai bài, bài 8 và bài thực hành 8. Đầu tiên, bài 8 sắp xếp và lọc dữ liệu. Câu 1 nhỏ, sắp xếp dữ liệu. Đầu tiên em cần hiểu sắp xếp dữ liệu là gì? Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Ở đây cô có hai hình, hình 1 và hình 2. Thì em có thể quan sát thấy ở hình số 1 đây là một bảng điểm bình thường, không có gì đặc biệt hết. Còn ở hình số 2 em sẽ thấy là vị trí, số thứ tự, họ tên cũng như điểm đã thay đổi. Đây là một bảng điểm đã được sắp xếp. Và cột được sắp xếp là cột điểm trung bình. Thứ tự được sắp xếp là theo thứ tự tăng dần, tức là từ nhỏ đến lớn. Để sắp xếp cột điểm trung bình như hình, em qua phần tiếp theo, các bước sắp xếp dữ liệu. Để sắp xếp dữ liệu, em cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu. Lưu ý là chỉ chọn một ô có số, không chọn cả cột. Bước 2. Nháy vào nút sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc nháy vào nút sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Vị trí của hai nút này. Nút này có hai vị trí. Vị trí đầu tiên là nằm ở thẻ Home, sẽ nằm trong cái nút Sort and Filter. Vị trí thứ hai là nằm ở thẻ Data. Để nắm rõ các bước sắp xếp dữ liệu, ta hãy cùng làm ví dụ sau. Ta có bảng tính, em hãy sắp xếp cột điểm trung bình theo thứ tự tăng dần, tức là thứ tự từ bé đến lớn. Sau đó sắp xếp cột lý theo thứ tự giảm dần, tức là thứ tự từ lớn đến bé. Cuối cùng, sử dụng các nút sắp xếp để đưa bảng tính trở lại ban đầu, mà không sử dụng nút undo. Lưu ý, em hãy quan sát sự thay đổi sau mỗi lần sắp xếp, xem nó thay đổi như thế nào, có gì đặc biệt hay không. Trang sau sẽ là hướng dẫn giải bài ví dụ này. Trước khi xem bài giải, em nên tự làm trên máy của mình trước. Đầu tiên, sắp xếp cột trung bình theo thứ tự tăng dần. Tiếp theo, sắp xếp cột lý theo thứ tự giảm dần. Cuối cùng, đưa bảng điểm trở về lại ban đầu bằng cách sắp xếp cột số thứ tự. Em có thể thấy mỗi lần sắp xếp, các vị trí của hàng sẽ được đảo thứ tự cho nhau. Vì vậy khi em sắp xếp cột điểm trung bình thì sẽ thay đổi theo vị trí của điểm trung bình từ bé đến lớn. Nhưng mà đến khi em sắp xếp cột lý thì cột điểm trung bình cũng sẽ thay đổi theo chứ không đứng yên tại chỗ. Qua phần tiếp theo, lọc dữ liệu. Đầu tiên tìm hiểu lọc dữ liệu là gì? Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. Ví dụ ở hình phía bên dưới, ở đây cô cũng có hình 1 và hình 2. Ở hình số 1 là một bảng điểm bình thường và ở hình số 2 đây là một bảng điểm đã được lọc. Cột tinh học là cột đã được lọc ở đây và tiêu chuẩn để lọc cột tinh học là những em nào có điểm tinh học là 9. Thì cô sẽ chỉ hiển thị những em có điểm 9 đó thôi. Và những em còn lại sẽ ẩn đi. Thì em có thể nhìn thấy được cái hàng số thứ tự này. Từ 1, 2, 3, 4 là hai em này có điểm tinh học là 9 sẽ hiện ra. Và còn lại từ 7, 8, 9 gì đó sẽ không có hiện nữa. Tại vì những em đó điểm tinh học không có bằng 9 hoặc là bằng 10 nên sẽ không có hiện. Khi nào em tắt cái chế độ lọc này đi thì bảng điểm của em sẽ quay trở lại như hình số 1. Còn khi em vẫn đang ở chế độ lọc thì em sẽ nhìn thấy là có những cái nút mũi tên bên cạnh những cái tiêu đề như thế này. Và những nút mũi tên nào mà có một cái hình phiểu nhỏ nhỏ giống như cái cột tinh học, tức là cái cột đó đã được lọc. Vậy bây giờ lọc dữ liệu thì làm như thế nào để lọc? Ta qua phần tiếp theo, các bước lọc dữ liệu.
Để lập dữ liệu, em thực hiện các bước sau. Bước 1 là bước chuẩn bị. Bước này sẽ gồm hai thao tác. Thao tác 1. Chọn ô tiêu đề trong cột có dữ liệu cần lọc. Thao tác 2. Vào data, chọn filter. Bước 2. Lọc. Bước này có 3 thao tác. Thao tác 1. Nháy chuột vào biểu tượng mũi tên trên hàng tiêu đề của cột có giá trị dữ liệu cần lọc. Thao tác 2. Chọn giá trị dữ liệu cần lọc. Thao tác 3. Nhấn OK. Lưu ý, để thoát khỏi chế độ lọc này, em chọn lại lệnh filter. Sau đây là video hướng dẫn lọc dữ liệu. Video này sẽ hướng dẫn em lọc những học sinh có điểm 9 môn tin học. Đầu tiên là cũng sẽ chọn hàng tiêu đề, môn tin học, chọn data, rồi chọn filter. Ta sẽ chọn vào dấu mũi tên tại cột tin học. Em chọn select all để tắt hết các dấu tích chọn. Sau đó mình kích vào số 9 do mình cần lọc điểm 9 và nhấn OK. Vậy là ta đã có bảng các học sinh có điểm 9 của môn tin học. Bài số 8 đến đây là kết thúc. Nếu em xem sách giáo khoa, em sẽ thấy bài số 8 vẫn còn phần 3 nhỏ, lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. Phần này đã được giảm tải. Tuy nhiên, em có thể tự tìm hiểu ở nhà bằng cách đọc trong sách giáo khoa. Bây giờ ta sẽ qua bài tiếp theo, bài thực hành 8, sắp xếp và lọc dữ liệu. Bài thực hành 8 này gồm 3 bài tập. Nhưng bài số 3 mình đã được giảm tải nên mình chỉ làm 2 bài tập của bài thực hành 8. Tuy nhiên, nếu em có thời gian rảnh thì em nên làm luôn cả bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài thứ nhất. Bài 1 nằm ở sách giáo khoa trang 86, sắp xếp và lọc dữ liệu. Em khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính bảng điểm lớp em đã lưu trong bài thực hành 7. Câu A, thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình. Câu này em sẽ làm như sau. Mình có 4 điểm môn học: toán, tin học, vật lý, ngữ văn và một cột điểm trung bình. Ở đây sắp xếp điểm theo các môn học, tức là điểm của cột môn toán. Em chọn một ô trong môn toán rồi em chọn sắp xếp. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần cũng được. Và sau đó em tiếp tục qua tin học, vật lý, ngữ văn. Rồi tới điểm trung bình. Em không cần phải lo lắng khi mà em sắp xếp cột toán. Rồi tiếp theo em lại sắp xếp cái cột tin học. Cái vị trí của cột toán nó lại thay đổi. Thì đây là cái thao tác bình thường. Do mình sắp xếp cột này thì đương nhiên cái cột kia nó cũng sẽ thay đổi tương ứng theo. Nên khi em nộp bài thì cô chỉ coi cái cột cuối cùng mà em sắp xếp thôi. Lưu ý là em không chọn toàn bảng. Ví dụ như là em chọn từ C5 cho tới G16 để sắp xếp. Em không có chọn như vậy. Em chọn như vậy là sai thao tác. Dẫn tới là những cái cột điểm này nó cũng sẽ sai hết. Câu B. Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn tin học. Bài 2. Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu. Mở bảng tính các nước Đông Nam Á đã tạo và lưu trong bài thực hành 6 với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 1.98 dưới đây. Bên dưới là bảng các nước Đông Nam Á của bài thực hành số 6. Câu B. Sắp xếp các nước theo diện tích tăng dần hoặc giảm dần, dân số tăng dần hoặc giảm dần, mật độ dân số tăng dần hoặc giảm dần. Thì câu này cũng giống như câu sắp xếp các môn và điểm trung bình ở bài trước. Đây là bài luyện thao tác. Nên em chỉ cần quan sát nhìn thấy cái sự thay đổi giữa diện tích khi tăng dần hoặc giảm dần, dân số như mật độ cũng vậy. Chứ không phải là khi em làm diện tích tăng dần xong rồi em làm dân số tăng dần là diện tích sẽ không thay đổi. Diện tích cũng sẽ thay đổi khi em làm dân số nha. Bài hành 8 đến đây là kết thúc. Em ở nhà nhớ làm 2 bài tập này để rèn luyện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
Chẳng giờ, em ghi bài 8 và bài thực hành 8, làm bài tập. Phần bài ghi và bài tập được đăng trên web trường. Hạn nộp là thứ Bảy ngày 27 tháng 2. Và cuối cùng em nhớ học bài số 8.